Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 22 tháng 12 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có ngủ hành tam hợp phù trợ, dự báo bạn tuổi Tý đã vô tình gây thương nhớ cho ai đó, có thể là người mà bạn không ngờ tới với người đang yêu rất có thể sẽ có được những buổi hẹn hò thật lãng mạn dễ thương bên nhau trong ngày này và đó là cơ hội để tình yêu của hai người được thăng hoa với bạn tuổi tý thân thiện là tốt nhưng thân thiện quá mức cần thiết thì bạn phải chấp nhận cả những người xấu xuất hiện bởi bạn đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh có thể đưa tới cho bạn vướng vào một số tình huống không mong muốn vì vậy bạn hãy cố gắng ứng xử sao cho phù hợp để tránh có lúc cảm thấy khó xử với mọi người nhé với ngày này tử vi cũng cho thấy cục diện thủy thổ xung khắc lời khuyên cho bản mệnh tuổi tý cần lưu tâm hơn đến yếu tố sức khỏe của mình bạn nên tới bác sĩ nếu cảm thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào đó để được chăm sóc kịp thời tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim ngày tốt trung bình việc cầu mong tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận nếu có tài lộc đến là tiền trung gian nhờ chuyển dùm có sự phân chia tạm ứng hãy mạnh dạn nói lên ý định của mình khi thảo luận góp ý kiến nếu tiến hành giải quyết công việc thì không nên câu nệ những tiểu tiết. Chuyện tình cảm chưa có thể tỏ bày một cách trọn vẹn, chưa phải là lúc thuận tiện. Tử vi tuổi bính tý, thuộc mệnh thủy. Ngày hoàn toàn không tốt cho tất cả mọi việc mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm. Không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối. Cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Sự tranh luận, tranh cãi, thưa kiện sẽ đem đến nhiều hao tốn từ tiền bạc cho đến sức khỏe, tình cảm. Tử vi tuổi mậu tý, thuộc mệnh hỏa không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình chỉ nên ngồi yên chờ gặp quý nhân giúp đỡ che chở hoặc chờ một cơ hội khác chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật y tế có tin xa ngày có nhiều chuyện ưu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt việc làm không có kết quả tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ Việc mong cầu về công danh, tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm, hoặc chỉ là tin ngoài hành lang. Công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả, không nên chán nản. Có nhiều công việc đến cần phải giải quyết. Ngày có nhiều bận rộn. Có tin tức ở xa. Có hỷ sự. Sức khỏe không tốt. Không nên chán nản khi thấy có sự trì trệ, hoặc tin tức chậm. Tử vi tuổi nhâm tý, Thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều chuyện bận rộn lo âu khi sự việc xảy ra hoặc có tin tức không tốt cho sức khỏe, bổn mạng, công danh, tình cảm, hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, đi xa, tiến hành công việc. Có tin buồn ở xa của người thân hoặc chỉ gặp những người đem đến những điều bất lợi cho mình. Cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Có sự hư hại đồ đạc, tài lộc kém. Tử vi tuổi Sửu bước sang ngày mới gặp cục diện sửu thìn tương phá lời khuyên cho bạn tuổi sửu nên ưu tiên chọn cho mình giải pháp an toàn tránh việc quyết định vội vàng sẽ kéo theo từ sai lầm này tới sai lầm khác đây cũng là ngày mà gia đình có những ấn tượng thiếu tích cực về bạn khiến cho bạn cảm thấy mình vô cùng cô đơn cách tốt nhất là bày tỏ lòng mình để được hiểu và chia sẻ ngày mới bắt đầu bạn tuổi sửu đang có điểm báo dường như có phần thiếu táo bạo tự tin với mọi công việc ai đó có thể thúc giục bạn đưa ra một quyết định nào đó mà bạn chưa thực sự sẵn sàng tuy nhiên buổi chiều nhờ có chính quan mà tinh thần bạn sẽ khá hơn rất nhiều và bạn hoàn toàn tự tin cho công việc đó ngày thứ tư này lại đang gặp ngày có thổ khí vượng điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn tuổi sửu do đó hôm nay bản mệnh nên tránh xa các áp lực không cần thiết khi tâm trí của bạn mệt mỏi sẽ không thể đạt được hiệu quả tốt trong công việc tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim ngày gặp nhiều trở lực khó khăn trái ngược với mọi dự tính Mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết cần phải suy tính lại, nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm. Tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy. Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại nhưng công việc vẫn được hanh thông. Thích hợp với ngành nghề công kỹ nghệ, sửa chữa, tránh mọi chuyện thị phi phiền hà rắc rối. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng ngày có sự tổng kết của công việc đến hạn ký. có tin tức ở xa tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa nên hòa thuận tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy nên khiêm nhường hoặc ẩn nhẫn là hay không nên để ràng buộc vì lời nói hẹn ước có lộc nhỏ hoặc được lộc ăn quà tặng nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên có tin tức của bè bạn người thân ngày tốt cho việc tổng kết thu dọn chấm dứt cho một công đoạn làm ăn đi xa tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp. Nếu có thì cũng phải hao tốn hoặc gặp chuyện bừng mình. Có tin buồn về chuyện tình cảm, sức khỏe, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Làm việc gì cũng không nên để mình bị kẹt vướng víu ngay cả những chuyện không có lợi. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy. Có lộc nhỏ hoặc được lộc ăn, quà tặng nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân, ngày tốt cho việc tổng kết thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn làm ăn đi xa. Tử Vi tuổi dần. Bước sang vận trình ngày thứ tư này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng với bạn tuổi dần đang có được người thân là chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời cho bạn ngày hôm nay, khi có tam hội nâng đỡ để giúp bạn vượt qua khó khăn, nỗi sợ hãi hiện tại ngày này cũng rất thuận lợi cho những ai mở rộng mối quan hệ của mình hôm nay với bạn tuổi dần đang có được báo hiệu là một ngày khá dễ chịu và thư thái dành cho bạn khi có được thực thần tương trợ vì thế bạn không có quá nhiều vấn đề căng thẳng phải xử lý nếu chẳng may bạn cần phải lưu tâm đến các giấy tờ văn bản về luật thì hãy xem xét chúng thật cẩn thận thận trọng để tránh những rắc rối có thể nảy sinh nhé ngũ hành xung khác có thể gây ra cho bạn sự căng thẳng bốc đồng sẽ nảy sinh ngày hôm nay vì chính những ứng xử kém trưởng thành của bản mệnh xuất phát từ việc bạn bảo thủ và không chịu nhận mình sai hãy hạn chế việc đổ lỗi cho người khác để có thời gian nhìn ra đâu là lỗi lầm của mình tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy cần lưu ý những người mình gặp trong ngày là người đang gặp khó khăn hoặc có chuyện lo âu về sự nghiệp công danh cũng như về tình cảm sức khỏe nên ngày này có lợi cho những người làm nghề thầy thuốc pháp luật sửa chữa mua bán xe cộ Tài lộc tuy có nhưng chậm. Tình cảm gia đạo không tốt có người đau ốm, có tin xấu ở xa về làm ăn, sức khỏe, hoặc nhà phải bận rộn về chuyện tiếp khách. Nói chung có lợi về tiền bạc nhưng phải cực nhọc và phải có sự chờ đợi. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc về công danh, tình cảm có thể bị đảo lộn hoặc đứng chừng. Có rất nhiều điều khổ tâm, chịu đựng, tiến thoái lưỡng nan. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Đề phòng mọi rủi do tai nạn rất dễ xảy ra cho bổn mạng, công danh, tình cảm ngày xấu chỉ nên an phận không nên manh động nếu là người có phước đức lớn tuy không có gì thiệt hại nhưng cũng nhận được nhiều tin tức xấu của gia đạo người thân bè bạn đề phòng khẩu thiệt thị phi tai tiếng tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân hoặc người cấp trên đồng sự với mình tuy nhiên đây cũng không phải là ngày tốt cho các công việc làm ăn lớn cầu tài sẽ bị phá ngang nửa chừng việc xảy ra ngoài ý muốn tâm tình bất an có chuyện buồn hay lo gặp trở ngại có nhiều áp lực đến với mình trong công việc cũng như tình cảm cần phải giải quyết tài lộc nhỏ hoặc chậm chạp tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc chỉ nên ngồi yên tại chỗ không nên tính toán di chuyển tìm kiếm sẽ không có kết quả ngày xấu nếu được sự yên bình là điểm tốt ngày gặp những chuyện không đâu nếu có việc làm thì dễ bị nhiều áp lực khó khăn đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình gia đạo bất an có tin buồn hoặc tin tức không đến hoặc đến mà không được như ý bị từ chối tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có quý nhân hoặc có đồng sự bạn bè tốt giúp đỡ mình hoặc cho tin tức ý kiến hay trong công việc sức khỏe không tốt có tài lộc muốn thành công phải bỏ nhiều công sức nỗ lực và phải tiến hành nhanh chóng mới có kết quả gặp lại người xưa có người đi xa tử vi tuổi mão xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngủ hành mão thìn tương hại, nên người tuổi mão cảm thấy như thể mình bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày hôm nay, khi không biết phải lựa chọn gì cho phù hợp. Dường như bạn gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định của riêng mình trong tình thế hiện tại. Trong ngày đang gặp thương quan chiếu mệnh, dự báo cho bạn những kết quả như thi cử, ứng cử của bạn không tốt cho lắm, và bạn đừng có đổ lỗi cho số phận của mình, bạn cần phải học hành chăm chỉ hơn. Hôm nay sẽ là một ngày không dễ chịu, có thể lý do xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình. Dường như với bạn tuổi Mão trong ngày này, việc không tìm thấy được tiếng nói chung giữa bạn với mọi người có thể khiến cho bạn và một ai đó rơi vào hiểu nhầm, làm mối quan hệ trở nên căng thẳng đấy. Bạn phải chấp nhận sự thật rằng luôn có những người có ý kiến đối nghịch với bạn. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Tất cả những vấn đề về công danh, tình cảm, việc làm, tin tức chờ đợi đã lâu hôm nay sẽ đến ngày của sự đáo hạn đến hẹn và nên tiến hành như đã dự tính càng sớm càng tốt có quý nhân có khách bè bạn đến nên bỏ qua những tiểu tiết hoặc trở ngại mà cần phải vượt qua sẽ có kết quả tốt tài lộc vào ra thất thường hoặc chậm đến hoặc có mà phải tiêu hao hoặc phải chịu thêm những điều kiện khác tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đã đến lúc phải thay đổi phương hướng không nên theo lối cũ dù bước đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai cần nhất không nên chán nản bỏ ngang sẽ không tìm lại được có tài lộc hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ. Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành, hoặc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách bè bạn đến, hoặc có tin tức của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc. Tất cả mọi sự đều thay đổi. Việc chờ đợi đã lâu nay đến lúc cần phải giải quyết hoặc được gặp gỡ, công việc đã đến hạn ký. Cầu đi xa thì nên tiến hành, có sự hội ngộ và có sự chia tay nếu bấy lâu nay đã gặp gỡ. Có tài lộc hoặc có lộc ăn tin vui tiệc tùng nhưng mình cũng phải có hao tốn chút ít. Có tin tức hoặc giấy mời. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Công việc đang làm dễ bị phá ngang, bỏ dở vì có tin tức mới hoặc có khách đến. Ngày nên thay đổi tình trạng hiện tại, đi xa hoặc tổng kết bắt tay vào công việc mới thuận lợi cho việc đính hôn hợp tác trừ cũ lập mới có tài lộc hoặc có lộc ăn dự tiệc nhưng không đi hoặc vui không trọn vẹn nên cẩn trọng khi di chuyển sử dụng xe cộ máy móc có tin buồn về công danh tình cảm buồn mạng của người thân bè bạn tử vi tuổi thìn Bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng, cục diện ngủ hành thìn thìn tự hình, làm cho bạn đang có điểm báo hôm nay tuổi thìn có những phút giây tự khám phá, nội tâm của chính mình. Bạn cũng có cơ hội để trải nghiệm những giây phút thật vui vẻ, bên gia đình, người yêu thương, và đừng để cho những suy nghĩ gây cản trở. Trong ngày cũng đang gặp thiên quan chiếu mệnh, dự báo cho con giáp tuổi thìn nên mạnh mẽ đối mặt khi mà những điều tốt đẹp trong đời sống của bạn đang dần khép lại, và điều này đem đến cho bạn một chút tâm trạng bối rối, xen lẫn thất vọng đừng quên rằng chương này đóng lại thì chương sau sẽ mở ra, quan trọng là tinh thần bạn luôn chủ động mà thôi. Thổ khí vượng khiến sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy yếu, có thể vì bạn không để ý những vấn đề liên quan tới sức khỏe trong thời gian gần đây. Đừng buồn bã nhiều thêm sẽ khiến bạn không tìm ra cách xử lý đúng đắn, hãy dành thời gian đi khám, chữa nếu bạn có bệnh. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng. Không nên hấp tấp thay đổi tình trạng hiện tại, dù có tin tức mới, hoàn cảnh thay đổi sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc chỉ nhận được tin tức cần phải có sự khéo léo uyển chuyển tinh tế trong lúc công việc đang ở buổi giao thời không bỏ cũ theo mới một cách hoàn toàn cũng không giữ nguyên tình trạng hiện tại mà bỏ quên nghiên cứu hướng đi trong những ngày sắp tới có sự rời hẹn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng không nên cưỡng cầu những việc lớn lao tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước chỉ nên an phận và nghỉ ngơi hoặc chỉnh đốn lại các công việc nhà văn phòng nếu có được tin tức tốt, cũng phải có sự suy nghĩ đắn đo. Nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự sơ suất nào hay không. Càng cẩn trọng thì bớt sự âu lo, có tài lộc. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, tất cả mọi công việc về công danh, tình cảm, tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng. Dễ bị ràng buộc về lời nói, thị phi, tranh cãi. Gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt. Tài lộc chậm, hoặc lộc nhỏ. Có tin buồn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng nên cẩn trọng về sức khỏe, tâm tình bất an, không nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra mà chỉ nên hành động như thường ngày. Có sự cầm giữ tiền bạc của người khác hoặc có mà phải có sự phân chia. Ngày có sự tu bổ hoặc sửa chữa về phương tiện máy móc xe cộ. Cầu đi xa hoặc muốn thay đổi hiện trạng, hoàn cảnh phải có sự chờ đợi, chậm trễ chút ít. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ, nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi, có tin xa. Tử Vi tuổi Tỵ. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được thiên tài nâng đỡ, giúp người tuổi Tỵ có thể tiếp cận với nhiều cơ hội để kiếm tiền và cho thấy vận may đang ở trước mắt bạn. Quan trọng nhất ở đây là thử hỏi bạn đã đủ năng lực để nhận diện và theo đuổi mục tiêu của mình không đã, nếu chưa thì hãy thử khởi động ngay từ bây giờ xem sao. Bên cạnh đó bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh cũng giúp cho bạn cải thiện mối quan hệ xung quanh của mình, những ai có tình cảm với người khác giới thì có thể bật đèn xanh hoặc nếu có thể hãy chủ động bày tỏ. Bạn hiểu rõ cảm xúc của mình và chúng đáng được trân trọng. Ngày này là ngày 19 tháng 11 âm lịch, vị trí thai thần ở bếp lò hoặc bếp than do đó thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này tránh làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa công việc dù có khó khăn đến đâu cũng nên tiến hành vì sẽ có cơ hội tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ nên thay đổi tình trạng hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa rời chỗ sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc có tin tức về tiền bạc nhưng chưa đến tay mình nên chịu sự thiệt thòi trước sẽ có lợi sau nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiếp tục tình cảm tốt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt, dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có tin xa, ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ mít lòng, làm ơn nên oán. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Khi bắt tay vào làm việc cần phải có thái độ cương quyết và bền trí mới có kết quả. Nếu có nhận được tin không tốt, hoặc trái với dự tính của mình cũng không đáng lo ngại, sẽ có phương hướng giải quyết ở một ngày khác. Không nên hấp tấp trả lời. Tài lộc trung bình, nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc, đồ đạc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Mọi việc đều không nên hấp tấp, vội vàng khi có gặp sự sai hẹn, lỡ hẹn, chậm trễ. Mọi việc dễ bị phá ngang, hoặc có rủi ro, chuyện buồn. Nên có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý. Có tin tức về công việc đã kết thúc hoặc có tin mới về công việc sắp tới đã được dự tính trước. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự trung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa, nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự rời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử vi tuổi ngọ, ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ đang có chính tài chiếu mệnh mang tới cho bạn có nhiều tin vui về tài lộc tiền bạc hoặc đơn giản là bạn bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế chi tiêu những món đồ không cần thiết với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có hòa thổ tương sinh, điều này sẽ hỗ trợ cho bản mệnh có mối quan hệ, tình cảm của bạn với đồng nghiệp đang được cải thiện rõ rệt, khi bạn biết lắng nghe nhiều hơn. Những ai muốn hợp tác làm ăn thì lúc này cũng có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. Xem tử vi cho thấy, theo Hải Thượng Lãn ông hôm nay là ngày 19 tháng 11 âm lịch, nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày cần phải có sự kiên nhẫn khi có nhiều vấn đề nảy sinh gây trở ngại khó khăn, sẽ có kết quả tốt. Sức khỏe không tốt hay ưu tư cho công việc tình cảm. Sự chờ đợi tin tức còn chậm, nên chú ý đến hoạt động của đồng sự, người cấp dưới e có sự trở ngại, vấp váp hoặc họ có chuyện buồn riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung. Nói chung là nên kiên trì, nếu thấy có điều lợi nhanh chóng thì sự việc này chỉ là ngắn ngủi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày, nếu là tin tốt cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu cần phải bình tĩnh để giải quyết không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn bị dụ dẫn nên bỏ mặc chuyện thị phi tai tiếng lời trách oán và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc hãy ngồi nhìn sự việc diễn tiến mới tốt đề phòng các tai nạn rủi ro sức khỏe không tốt tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên cẩn trọng trong các vấn đề đi đứng sử dụng phương tiện xe cộ máy móc đề phòng chuyện thị phi tranh cãi khẩu thiệt nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình ngày không nên có sự đính ước hẹn ước dễ gặp trễn hẹn sự phản bội không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có tin đến khiến mình phải lo toan giải quyết những công việc cần gấp có quý nhân hoặc khách đến đem tin về sự thay đổi đường hướng làm ăn công việc sức khỏe không tốt tâm tình bất an có tài lộc nhưng cực nhọc do tình thế có nhiều biến chuyển khiến mình phải nhu thuận theo dòng tiền bạc vào nhanh ra nhanh có tin xa. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự phản bội. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất chắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi mùi bước sang ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi thầy tử vi cho thấy bạn đang gặp chính quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn cần phải tiến lên phía trước và nhớ rằng mọi thứ có thể thay đổi nhưng đồng thời để có được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực bạn cần có một động lực lẫn nỗ lực hơn khi bạn lười biếng ỉ lại điều này không có khả năng xảy ra ban đầu bạn có thể nuôi hy vọng to lớn nhưng thời gian trôi qua rất có thể bạn sẽ ngày càng thất vọng đấy trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng điều này cho thấy có thể bạn đang mắc tâm bệnh vì nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang hiện diện trong lòng mình bạn có trốn tránh thì vẫn không thể làm được gì hãy đối diện và xử lý nó thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 19 tháng 11 âm lịch theo khổng minh được xem là ngày tốt, theo nhị thập bát tú cũng được xem là ngày tốt, bạn nên làm những công việc như, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi cũng tốt, như tháo nước, đào kênh, khai thông mương rãnh, vì vậy bạn nên sắp xếp thời gian để thực hiện sao cho đạt hiệu quả nhất nhé. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim không nên khởi sự ngay công việc đã định trước hoặc hành động chỉ nên có tính cách thăm dò tham khảo ý kiến của người khác hoặc chờ đợi tin tức mới hấp tấp vội vàng dễ đưa đến hao tốn bất lợi cùng sự xích mích bất hòa có điều nuối tiếc có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có người ở xa đến thăm có lộc nhỏ hoặc có tin xa vừa về công việc lẫn tình cảm mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo tìm hiểu không nên vội vã tiến hành có người dòm ngó và muốn cản trở công việc của mình nên ngồi tại chỗ không nên di chuyển bất lợi tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi thảo luận bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ đề phòng có người chơi xấu hoặc có sự bội ước có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân, bè bạn hoặc có người đến nhờ và mình giúp đỡ. Nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng không nên vì quá tình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên. Tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Nếu cần di chuyển đi xa cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác. Sự hẹn hò, hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu. Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người bất đồng ý kiến với mình hao tài về giao thiệp tử vi tuổi thân bước sang ngày thứ tư này với bạn tuổi thân đang gặp được ngủ hành tam hợp điều này mang tới cho bạn tuổi thân có vẻ bề ngoài quyến rũ để thu hút những người khác giới vì thế bạn hãy nhớ là tận dụng thật tốt sức mạnh vô hình mà bạn đang có để sớm tìm được nhân duyên của đời mình thế nhưng các cặp đôi hãy cẩn thận kẻo nguy cơ có người thứ ba xuất hiện nhất là khi hai người đang giận dỗi nhau và ngày này có vẻ như bạn tuổi thân đã sử dụng nguồn năng lượng của mình một cách không hiệu quả cho lắm tuy nhiên khi gặp được thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn có được sự sáng tạo nhưng có phần hơi quá bạn hô hào quá nhiều người tham gia và rồi bỏ bẵng khiến cho mọi người mất đi thời gian công sức và mất đi sự hứng khởi khi làm việc với bạn tuổi thân trong ngày này để tránh việc bạn cũng như mọi người không đạt được hiệu quả như mong muốn trong công việc thì bạn nên kiểm soát lại cảm xúc và suy nghĩ của mình chấp nhận và đối mặt với thực tế để chọn ra những ý tưởng thực sự phù hợp để cùng bắt tay thực hiện đến cùng tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy mọi kế hoạch dự tính đã được định trước cần phải xem xét lại kỹ lưỡng trước khi tiến hành hoặc sẽ có những vấn đề mới phát sinh khiến phải suy nghĩ lại nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập tài lộc trung bình có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa không nên mưu sự có nhiều bất lợi cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an có nhiều sự bất hòa trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày xấu cho mọi việc có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tăng tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa, xung đột. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm. Có tài lộc vào nhanh ra nhanh. Sức khỏe không tốt, ngày có quá nhiều sự bận rộn, lo âu. Gặp quý nhân hoặc bạn bè đến. Cẩn trọng khi di chuyển, đi lại hấp tấp vội vàng không có lợi có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan đùm bọc tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nếu có tài lộc cũng phải khó khăn chắc trở hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết định kỳ có quá nhiều chuyện phải lo âu tâm tình bất an cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật rủi ro buồn phiền tang tóc tai nạn đau ốm mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa xung đột tử vi tuổi dậu. Bước sang ngày mới này với bạn tuổi dậu, thầy tử vi cho thấy về phương diện tình cảm gia đình và bạn bè của bạn trong ngày hôm nay rất hòa hợp, đây là nhờ vào sự che chở của lục hợp, không những thế, việc hợp tác làm ăn cũng có lợi khi bạn tìm được đối tác phù hợp có ý định làm ăn lâu dài và thể hiện sự thật thà, chân thành. Ngày này có được chính ấn chiếu mệnh cho thấy đây là ngày giúp con giáp tuổi dậu được sáng tỏ một vấn đề gì đó, từ đó giải tỏa những lo âu căng thẳng trong suốt thời gian vừa qua trong tâm lý của bản mệnh dường như bạn đã có câu trả lời và điều này khiến cho bạn cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều trong vận trình ngày này với bạn tuổi dậu lại gặp ngày có kim thổ tương sinh điều này sẽ hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh có cơ hội được cải thiện nhiều người mới ốm dậy có sức khỏe được hồi phục nhanh chóng một số người cũng đã dần hình thành được thói quen ăn uống tập luyện phù hợp với thể trạng của mình tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên khởi sự ngay công việc đang dự định sẽ thành công nên thay đổi tình trạng hiện tại hoặc đi chuyển, đi xa, thay đổi, tu bổ, sửa chữa nơi ăn trốn ở, văn phòng, kho bãi. Có quý nhân hoặc có tin tức tốt của họ ích lợi cho mình. Trong sự ước hẹn cần phải suy nghĩ kỹ, trong tương lai dễ bị ràng buộc về chuyện này. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác nhưng phải tự mình quyết định hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Có lộc nhỏ, nên cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ, không nên vội vã nêu ý kiến của mình, hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tin vui, sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mọi việc nên hoạt động bình thường ngay cả trong chuyện tình cảm giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ không nên tin cẩn về lời nói lời hứa dễ hao tài dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định có tin xa tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mọi việc xảy ra rất nhanh có sự biến chuyển đảo lộn do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi tuất, Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho thấy, bạn đang gặp ngày có sự xuất hiện của ngũ hành lục xung, điều này khiến bạn tuổi Tuất có phần tiêu cực hơn, việc bạn nói ra những lời cay đắng và khiến cho đối phương bỏ đi, việc này không giúp giải quyết vấn đề, trái lại chỉ khiến cho bạn mệt mà thôi. Khi không nói được lời khen ngợi, hãy cố gắng chọn sự im lặng cần thiết. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này, bạn tuổi Tuất đang gặp thiên quan chiếu mệnh, cũng làm cho bạn đang mang tâm trạng buồn phiền vì những rắc rối mà bạn đang vướng phải thay vì chỉ biết sống cho hiện tại nên hướng đến một cái nhìn rộng mở hơn về tương lai từ đó biết mình cần phải làm gì cuộc sống đâu chỉ là sống cho những ngày trước mắt phải không nào tử vi ngày này cũng cho thấy bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng lời khuyên cho bản mệnh lúc này nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi đừng để những căng thẳng khiến bạn mệt mỏi thêm nữa khi bạn được nạp lại năng lượng thì bạn mới đủ tỉnh táo để thực hiện đam mê tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không nên rẻ rặt mà phải tự quyết đoán lấy theo ý mình một cách nhanh chóng mới có kết quả nếu được đề bạt và công việc mới thì nên chấp thuận sự giao ước gặp gỡ không đúng như lời ước hẹn nhưng vẫn có tin báo người cần gặp có sự trở ngại ngày có nhiều trọng trách tự mình phải giải quyết tài lộc trung bình sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng nếu có mong cầu về tiền bạc tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý không nên hành động tiến hành công việc đề phòng tiểu nhân hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình hoặc người mình mong cầu không có khả năng giúp đỡ nên yên phận tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại tin tức đến đều không có lợi nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình chỉ là ý kiến thoáng qua mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả giúp đỡ giao dịch giao thiệp tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có tài lộc có quý nhân giúp đỡ, công việc đến thì nên nhanh chóng giải quyết không nên để chậm trễ sẽ mất cơ hội. Nghe tin tức xấu về buồn mạng, sức khỏe, công danh, tình cảm tài lộc của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Ngày sung của buồn mạng, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại, tin tức đến đều không có lợi, nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn, dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ vả, giúp đỡ, giao dịch giao thiệp. tử vi tuổi hợi. Bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi hợi đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi hợi đừng vì mấy lời góp ý của người ngoài mà vội giận dữ, vì trong đó có những người có ý tốt với bạn cho dù một số đối tượng lợi dụng nó để cố tình hạ bệ bạn xuống. Đây là ngày mà ai đó sẽ dành cho bạn những lời chỉ trích nặng nề, nhưng nên lắng nghe để phân biệt đâu là thật giả lẫn lộn nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi là đang gặp ngày thủy thổ xung khắc nhắc nhở bạn tuổi hợi, đây cũng là ngày mà ai đó trong gia đình đang gặp vấn đề khó khăn. Bạn hãy động viên họ dù chính bạn cũng chưa hiểu hoàn cảnh của đối phương một cách cụ thể, rõ ràng như thế nào. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 19 tháng 11 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa mọi việc mong cầu sẽ đến nhanh và nên tiến hành theo đúng như dự tính. Có thể đứng đại diện cho nhóm bạn, đồng sự khi hợp tác, ký kết, thảo luận. Người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó, phụ tá. Quan hệ về tình cảm rất tốt, thuận lợi cho việc đính ước, nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình, nên nhẫn nhịn, chớ tranh cãi. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Có tài lộc nhưng chậm, có hỷ sự, có lộc ăn nhưng phải hao tốn hoặc đóng góp có tin xa về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Thuận lợi trong việc sửa chữa, tu bổ văn phòng đồ đạc. Mọi công việc nên ở trong tình trạng bình thường, khai triển thêm không có lợi. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa làm vừa thăm dò. Không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ. Có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim chuyện giao du tình cảm ước hẹn hò hẹn coi chừng chỉ là lời nói suông hoặc không có được kết quả gì chỉ là sự chờ đợi khó khăn buồn phiền hao tốn có tin xa có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến nhưng cũng không nên nhúng tay vào chuyện của người ngoại trừ vì tình nghĩa mà mình phải hy sinh tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi vừa làm vừa thăm dò không nên có sự vồn vả về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ cần đắn đo trong việc giao hẹn đính ước soạn thảo giấy tờ có tin xa tốt xấu lẫn lộn sức khỏe không tốt cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại